Xin chào quý vị Hôm nay thì mời quý vị mình sẽ cùng đến với một cái tour nằm ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Rất là nổi tiếng Đó là chương trình đến với chương gia giới Và đến với cái Phượng Hoàng Cổ Trấn Cũng như một số cái điểm tham quan nữa Thì đây là cái sân bay Mang tên là Hà Hoa Và với cái tên quốc tế thì mình xuống mình thấy đó, gọi là sân bay Đa Dân và quý vị sẽ có một cái chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây là khoảng hơn 4 tiếng Thì mình sẽ đáp xuống sân bay này Sau đó làm các cái thủ tục xuất nhập cảnh Và bắt đầu chuẩn bị để cùng đi ra ngoài Đến với cái bãi xe ô tô lớn Và ngắm nhìn cảnh đầu tiên Đó là cái trung tâm của thành phố ở Chương Gia Giới Và tỉnh này là tỉnh Hồ Nam Thì à, quý vị cũng biết rằng là một cái tour đến với đất nước Trung Quốc và đặc biệt là những cái địa điểm khá là nổi tiếng trong những cái thời gian gần đây Thì Thịnh Nguyễn sẽ chia sẻ với quý vị những hình ảnh Của các cái điểm đến chính trong cái cuộc hành trình này Cũng như cái việc giao lưu cùng với những cái anh chị là hướng dẫn viên của đoàn Để quý vị thấy cái sân bay Đa Dông Hay gọi là Hà Hoa này rất là không gian buổi tối đến đây vào khoảng lúc 8 giờ rưỡi tối Thì nhiệt độ của nó cũng mang mát Vì đây là cái tháng 11 rồi Quý vị thấy là cuối năm qua khoảng tháng 12 thì có khả năng sẽ xuất hiện tuyết rơi Đó, Thì quý vị đi càng về cuối tháng 12 rồi qua tháng 1 thì nó sẽ rất là lạnh Thời điểm này cũng là một cái thời điểm khá vắng Nên là mình đi chơi nó sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra một chiếc xe Đây là những cái thành viên sẽ đồng hành Trong cái chuyến đi đến với Trương Gia Giới Và Phượng Hoàng Cổ Trấn à, Ngày đầu tiên thì mình sẽ đến trễ Nên là mình sẽ có một cái khách sạn để mình nghỉ ngơi Cách cái sân bay này khoảng tầm 20 phút Di chuyển bằng ô tô thôi Nên quý vị thấy đây là các cái taxi xếp hàng để đón khách và đây mình nhìn lại toàn cảnh của cái sân bay cảm ơn quý vị rất nhiều